Xin chào mọi người đến với Mimin Tarot. Mình ở đây để trả những trải bài chung liên quan đến vấn đề tình cảm và công việc dành cho các bạn. Đây là những trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Ngày hôm nay thì mình đem đến chủ đề đó là thông điệp từ thiên nhiên. Bạn hãy chọn cho mình một sự lựa chọn. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Một, hai, ba. Ok, chúng ta đến với số 1. Xin chào các bạn, tụ bài đầu tiên, viên đá đầu tiên. Ok, đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và cũng là trải bài hai chiều, chính vì vậy hãy đón nhận chiều đúng với các bạn. Thứ nhất là những gì mình nói ở đây có thể là thông điệp liên quan đến công việc hoặc là tình cảm, hoặc là bất kỳ vấn đề gì trong cái cuộc sống của bạn. Chính vì vậy hãy đón nhận nó một cách cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là thông điệp từ thiên nhiên dành cho bạn là gì, thì các bạn có lá bài về sa mạc. Như ở đây mình thấy cái câu chuyện có thể ở hiện tại bạn đang có một cái sự đấu tranh diễn ra trong cái cuộc sống của bạn. Đó có thể là sự đấu tranh đối với đồng nghiệp, đối với người yêu của bạn, hoặc đối với chính bản thân của bạn. Và cái sự đấu tranh này liên quan đến cái việc đó là có nên cho mình một cái sự khởi đầu, có thể là có nên cho mình một cái sự khởi đầu, cho mình một cái hướng đi khác hay không. Thì mình sẽ lấy một cái ví dụ trong chuyện tình cảm. Mình lấy ví dụ trong chuyện tình cảm đó là có thể là trong tâm trí của bạn, bạn đang có cái sự đấu tranh ở trong tâm trí rằng là mình có nên rời bỏ người cũ và cho mình một cái sự khởi đầu mới hay không. Bởi vì bạn sợ sự cô độc, sợ cái con đường phía trước gian nan, bạn sẽ đi một mình. Chính vì vậy mà bạn đang đấu tranh rất là nhiều. Mặc dù là cái tiếng nói bên trong bản thân bạn nói với bạn rằng là hãy bước đi, bước trên cái đôi chân của bạn, hãy có tinh thần như một lá đầu phu, bước đi không ngại gian khổ, không ngại sự cô độc. Đấy là mình lấy ví dụ trong chuyện tình cảm. Còn trong công việc thì các bạn có thể áp dụng. Có thể là bạn đang đấu tranh xem là mình có nên rời bỏ cái công việc hiện tại hay không ấy. Ok, và cái thông điệp thiên nhiên dành cho bạn đó là cái hoàn cảnh mà bạn đang trải qua ấy, đó có thể là một cái sự hết sức là căng thẳng, hết sức là khắc nghiệt. Nhưng hãy thích nghi với cái hoàn cảnh hiện tại và nhận ra được rằng là đơn độc cũng là một cái loại trải nghiệm. Bạn cần phải có được cái tầm nhìn rõ ràng nhất, cần phải có được cái tầm nhìn rõ ràng nhất, một cái tầm nhìn xa nhất. Có thể là hiện tại thì bạn sẽ cảm thấy khá là cô độc nếu như mình chọn cái sự khởi đầu, chọn một cái con đường mới, bởi vì bạn sợ cô độc mà. Nhưng cái sự cô độc này ở thời điểm hiện tại thì có thể nó sẽ đem đến cho bạn cái sự không thoải mái, nhưng đây là cái con đường tốt nhất của bạn. Cái lá bài này nói khuyên bạn về cái việc đó là hãy tìm đến với thiên nhiên, cho mình một cái khoảng thời gian tĩnh lặng để có thể suy nghĩ, để có thể suy nghĩ và đưa ra được cái sự lựa chọn đúng nhất cho bản thân của bạn. Và hãy bắt đầu từ ở đây và ngay bây giờ, hãy làm điều này với bản thân của bạn. Lắng nghe cái trực giác ở bên trong bạn, nó sẽ mách bảo bạn rằng là bạn sẽ đi cái con đường nào. Thì cái sự đấu tranh ở đây, hai lá số 5 đều nói về cái việc đó là cái sự đấu tranh, cái sự gay gắt, cái sự xung đột. Thì hãy dành cho bạn một cái khoảng thời gian về với thiên nhiên, tĩnh lặng và có cái sự suy nghĩ thật là kỹ càng. Thật ra mình biết rằng là trong cái trực giác của bản thân của bạn ấy, đã có cái câu trả lời rồi, nhưng mà bạn đang gặp một số vấn đề khác trong bản thân. Chính vì vậy mà những cái luồng suy nghĩ nó đấu tranh lẫn với nhau, khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng.
và bạn cũng khá là khép khép kín bản thân, không bày tỏ cái suy nghĩ của bản thân của bạn. Chốt lại ở cái thông điệp đầu tiên này ấy, từ thiên nhiên dành cho bạn, đó là nếu như bạn đang trong cái sự đấu tranh giữa việc đi và ở, giữa việc bắt đầu hay kết thúc, thì lời khuyên dành cho bạn đó là hãy dành một cái khoảng thời gian tĩnh lặng cho bản thân để suy nghĩ và chọn cho mình một cái con đường đúng đắn nhất. Và theo cái hướng ở cái trải bài này thì đó là cái con đường của cái sự bắt đầu, của một cái sự khởi đầu. Đó có thể là một cái hành trình ban đầu sẽ có sự cô độc, sẽ có sự khó khăn, nhưng đó là một cái cuộc hành trình tốt cho cái cuộc sống của bạn. Và bạn đến đây để học những cái bài học thông qua tình yêu. Thật ra thì nếu như mà bạn có thể là không tìm đến với thiên nhiên được ấy, không, ví dụ như là bạn không thể có một cái chuyến đi đi đâu đó về với thiên nhiên, thì có thể là tìm một cái nơi nào đó yên tĩnh để cho mình cái sự suy nghĩ. Ví dụ như là một quán cà phê có cây xanh chẳng hạn. Đọc một cuốn sách thì lúc đó bạn, cái tiếng nói bên trong của bạn nó sẽ rõ ràng hơn. Ok, cảm ơn các bạn số 1, chúng ta đến với số 2. Xin chào các bạn, tụ bài số 2 với viên đá màu trắng. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và những gì mà mình nhắc đến trong cái trải bài này ấy, nó có thể là liên quan đến tình cảm hoặc là công việc. Vì đây đó là cái thông điệp chung, cho nên là có thể nó liên quan đến cái vấn đề tình cảm đối với người này, nhưng mà sẽ liên quan đến cái vấn đề công việc đối với cái người khác. Chính vì vậy mở rộng cái tâm trí để đón nhận nó một cách cởi mở. Với câu hỏi là thông điệp từ thiên nhiên dành cho bạn là gì, thì mình thấy là có thể có hai trường hợp như thế này. Có thể là về công việc nhá, thì có thể là bạn đang đang chờ đợi, hoặc là đang phân vân một cái kế hoạch gì đó, có thể liên quan đến cái việc ra nước ngoài, ví dụ như là du học hay là làm việc ở nước ngoài. Thì và cái quyết định này ấy, nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái cuộc sống của bạn. Nó có thể là đây là vấn đề trong công việc, hoặc là trong cái việc học tập của các bạn ấy. Thì và bạn rất là phân vân không biết rằng là lên đi hay không, hay là liệu kết quả của bạn có tốt hay không ấy. Thì thông điệp từ thiên nhiên dành cho bạn đó là hãy cảnh giác, hãy mở rộng tâm trí và cảm nhận cái tiếng nói từ bên trong của bạn. Cái tiếng nói từ bên trong của bạn ấy, nó có rất là thông thái, và nó biết được rằng là cái điều gì thực sự tốt cho cái cuộc sống của bạn. Hãy làm theo những cái cảm, bất kỳ cái cảm xúc nào mà bạn cảm thấy là nó cho thấy là bạn phải cảnh giác. Ví dụ như bạn có một cái linh cảm, hay là có một cái suy nghĩ rằng là mình không nên đi chẳng hạn. Đấy là mình ví dụ nhá. Ví dụ như mình không nên đi chẳng hạn, thì hãy lắng nghe kỹ càng cái tiếng nói đó. Và cái lá bài này nói về cái việc đó là cái tiếng nói đó của bạn ấy, đó là cái sự, nó rất là chính xác, và nó sẽ giúp bạn rất là nhiều trên cái cuộc hành trình của bạn. Tức là cái tiếng nói đấy của bạn, cái linh cảm đấy của bạn là đúng. Hoặc là bạn cho rằng cái việc ra nước ngoài này của bạn, nó là một cái cơ hội, nó là một cái cơ hội lớn, một cái cơ hội tốt đẹp ấy, thì hãy nắm bắt lấy nó. Và cái quan trọng ở đây đó là hãy lắng nghe cái tiếng nói từ bên trong của các bạn. Đấy là trong công việc, có thể là trong công việc. Thứ hai đó là về trong cái tình cảm, thì có thể là có một cái soulmate đã đang đến trong cái cuộc sống của bạn. Người này có thể là người có khoảng cách địa lý với bạn, hoặc là cái người mà là người nước ngoài. Thì mình thấy là hai bạn có một cái sự khác biệt khá là lớn về cái khoảng cách địa lý.
có thể là người này đã đến trong cái cuộc sống của bạn rồi, có thể bạn gặp họ qua công việc hoặc là ở hiện tại cái bạn gặp họ vào cái lúc mà bạn tập trung cho cái công việc nhất. Thì có thể là bạn khá là phân vân không biết người này có thực sự dành cho bạn hay không, và có tốt với bạn hay không ấy. Thì hãy mình thấy ở đây đó là lời khuyên dành cho bạn, đó là không không nên có cái sự vội vàng đây. Hãy cẩn thận và kiên nhẫn, suy nghĩ kỹ càng về cái người này, lắng nghe cái tiếng nói từ bên trong. Như mình nói, có thể là cái tiếng nói từ bên trong của bạn nhắc nhở với bạn rằng là cái người này có vấn đề chẳng hạn, thì cái tiếng nói bên trong đó là đúng, hãy lắng nghe nó. Còn nếu như mà tiếng nói bên trong của bạn nói rằng là cái người này tốt, người này phù hợp với bạn ấy, thì nó cũng đúng. Tức là cái tiếng nói bên trong của bạn nó rất là thông thái, và nó sẽ giúp bạn đưa đến được một cái quyết định đúng đắn. Hãy xem xét cái tình huống của bạn với cái trái tim. Và trong cái trường hợp của cái trải bài này thì có thể là linh cảm của bạn về cái người này đó là một cái người soulmate của bạn, là một cái người số phận sắp xếp đến với bạn và sẽ đem đến cho bạn những cái niềm vui, những cái sự hạnh phúc, những cái sự vui vẻ, ăn mừng, cái sự chữa lành, sự ấm áp ấy. Thì cái điều này là chính xác. Nếu như bạn linh cảm điều đó thì cái điều này là chính xác, bởi vì trong bài trải bài này cũng nói về cái việc là cái người này là một cái người tốt đến với bạn, là một người soulmate tốt, là một cái người sẽ đem đến cái sự ấm áp và chữa lành cho bạn, những cái niềm vui. Đây có thể là một cái người ở trong cái nhóm bạn chơi của bạn, hoặc là tức là hai người có một cái sự liên quan gì đấy, chứ không phải là chứ không hoàn toàn là một cái người hoàn toàn xa lạ đâu. Ok, đó là thông điệp của số 2. Chốt lại đó là hãy mở rộng tâm trí và cảm nhận cái tiếng nói bên trong của bạn. Hãy nếu như mà cái tiếng nói bên trong của bạn nói về cái việc đó là cần phải cảnh giác với người này, hay là cần phải cảnh giác đối với cái hoàn cảnh này, thì hãy làm theo nó, bởi vì đó là cái sự chính xác. Ok, chúng ta đến với số 3. Xin chào các bạn, tụ bài số 3, đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Những gì mà mình nhắc đến trong cái trải bài này nó có thể liên quan đến vấn đề tình cảm hoặc là công việc, bởi vì đây là cái thông điệp chung cho nên là có thể liên quan đến vấn đề tình cảm đối với người này, nhưng mà sẽ liên quan đến vấn đề công việc đối với người khác. Cho nên hãy mở rộng cái tâm trí để đón nhận số 3. Ok. Thông điệp từ thiên nhiên dành cho bạn là gì? Thì có thể đây là một cái trải bài nó liên quan nhiều đến cái vấn đề tình cảm. Tùy nhá, có thể tình cảm và công việc. Nhưng ở đây cái nó hiện rõ đây là có thể liên quan đến vấn đề tình cảm. Thì có thể là bạn liên quan đến một cái tình huống đối với một người soulmate của bạn. Cái người người này có thể là người thuộc cung lửa Bạch Dương nhân mã sư tử, hoặc là bạn là người thuộc cung lửa Bạch Dương nhân mã sư tử. Thì trong cái mối quan hệ của hai người đã có rất là nhiều cái sự mập mờ, cái sự không rõ ràng ở đây. Có thể là một cái sự lừa dối, ai đó lừa dối người còn lại. Và mình thấy là có thể hai bạn đã chia tay, đã kết thúc với nhau. Đây có thể là người yêu cũ của các bạn. Hai bạn đã chia tay, kết thúc với nhau bởi những cái sóng gió, bởi những cái sự mập mờ không rõ ràng, những cái sự lừa dối trong cái mối quan hệ. Và bạn đang trong cái quá trình đó là không biết là mình nên có nên cho chờ đợi và cho cái người này cơ hội hay không. Thì đây, cái lá bài này là cái lá bài bình minh. Chỉ cần nghe đến bình minh thôi là chúng ta đã nghĩ đến ngay đến cái việc khởi đầu mới rồi. Thì thông điệp dành cho bạn đó là hãy đi tìm cái sự bình yên cho bản thân của bạn. Bởi vì mình thấy là cái sự lừa dối này nó đem đến cho bạn cái sự mệt mỏi, cái sự không bình yên. Vì vậy hãy có một cái cuộc hành trình tìm về với cái bản thân của bạn, tìm về với cái tiếng nói bên trong,
vì cái những gì mà bạn xứng đáng được nhận, đó là cái sự bình yên. Mình nghĩ có thể là buông bỏ một soulmate, đó là một cái điều rất là khó khăn. Nhưng lời khuyên từ thông điệp từ thiên nhiên dành cho bạn đó là nó dự báo về một cái sự khởi đầu mới với ánh mặt trời và một cái sự đổi mới. Có thể là bạn đang trên cái quá trình tiến lên phía trước rồi, tuy nhiên thì bạn cảm thấy cái hành trình của bạn quá là dài và mãi mà không đến được đích, chưa đến được với cái ánh mặt trời, thì cái sự khởi đầu mới nó đang ở rất gần bạn rồi. Như mình luôn luôn nói đó là gì, trước khi chúng ta đến bình minh thì đang rất là gần rồi, nhưng mà trước khi đến bình minh ý, thì chúng ta phải trải qua đêm đen, và khi mà càng gần bình minh ý, thì đêm lại càng đen. Tức là trước cái lúc mà chúng ta đạt được cái sự khởi đầu hay đạt được một cái vấn đề gì đó ý, thì sẽ có rất là nhiều thứ khó khăn hay là nhiều vấn đề nó đến giống như là một cái bài test, một cái bài kiểm tra cuối cùng để bạn có thể hoàn toàn tốt nghiệp và lên lớp chẳng hạn. Đây cũng là cái khoảng thời gian mà cần phải nói lời chia tay với người cũ, với những cái gì cũ kỹ, với cái hoàn cảnh cũ, đón nhận những cái mới và giải phóng những cái sự ràng buộc ở trong cái cuộc sống của bạn. Sẽ có những cái cơ hội đến với cái cuộc sống của bạn, hãy nắm bắt và bắt đầu một cái cuộc phiêu lưu mới. Có thể là trên cái cuộc hành trình này ấy, ở hiện tại bạn sẽ có những cái sự nghi ngờ, không chắc chắn, nhưng mà một lời khẳng định từ thiên nhiên, một thông điệp khẳng định từ thiên nhiên đó là sự khởi đầu mới sẽ đến, bình minh sẽ đến, giống như cái ánh mặt trời đang chiếu từ xa đến với cái vùng đất của bạn. Hãy lắng nghe cái tiếng nói từ bên trong bằng cách đó là tìm về với bản thân, tìm về với cái sự bình yên. Đó là thông điệp của số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.